các bạn đang nghe truyện phản phái phải vô địch trên kênh TV Audio CV. Chương 27, thi thể khắp nơi kinh động thiên hạ. Trong khách điếm duyệt lai dưới chân kim sơn tự, trên một cái bàn nhỏ gần cửa sổ đặt một thanh trường kiếm, bên cạnh ngồi một nam tử mặt trường sam trắng, mày kiếm mắt sáng, tay phải đeo một chiếc nhẫn đen, nhìn đồ ăn trước mặt mà không hề động đũa. Nam tử cầm chén rượu uống một ngụm, nói, phúc bá, dưới đáy kim sơn tự quả thật có truyền thừa của kiếm thần như lời ngươi nói đương nhiên ngàn năm trước khi kim sơn tự chưa được xây dựng nơi này chính là mộ phần của kiếm thần với tính cách của lão quỷ đó nhất định sẽ để lại truyền thừa chiếc nhẫn phát ra ánh sáng lục nhưng giọng nói lại có vẻ rất suy yếu nhưng mà kim sơn tự phòng vệ nghiêm ngặt bên trong cao thủ như mây ta biết làm sao mà vào được đây phúc bá trong nhẫn không nói tiếp lần trước mang theo triệu lập thuấn di đã hao tổn rất nhiều tinh thần lực của ông ta, hiện tại suy yếu đến mức nói một câu cũng phải nghỉ nửa ngày, cũng không có cách nào trợ giúp triệu lập. Triệu lập nheo mắt lại, lóe lên một tia kinh ngạc, ngoài cửa sổ truyền đến một mùi máu tanh, phương hướng bay tới chính là Kim Sơn Tự. Tuy rằng khách điếm duyệt lai này ở ngay phía dưới Kim Sơn Tự, nhưng cũng cách hơn 10 dặm, mùi máu tanh có thể bay tới nơi này, chứng tỏ Kim Sơn Tự đã xảy ra biến cố rất lớn. Cầm lấy trường kiếm, trong nháy mắt biến mất khỏi khách điếm. Tiểu nhị thấy khách nhân biến mất, vừa định hô to gọi trưởng quỷ, liền thấy trên bàn Triệu Lập ngồi đặt một nén bạc, vội vàng cầm lấy. Triệu Lập lao về phía Kim Sơn tự, trên đường đi bóng người trùng điệp, thậm chí cả võ hoàng cảnh cũng bay về phía Kim Sơn tự, mùi máu tanh thực sự quá nặng, ngay cả người bình thường cũng có thể ngửi thấy. Bốn phương tám hướng vô số bóng người phóng tới Kim Sơn tự thậm chí phía sau một số người bình thường cũng đang chạy về phía kim sơn tự mọi người nhanh chóng chạy đến cửa kim sơn tự rồi thấy hai thi thể nằm ở hai bên cửa núi đầu thân khác chỗ rõ ràng là bị người ta một đao chém thành hai nữa một người kinh hô hai người này đều là tiếp khách tăng của kim sơn tự ít nhất cũng có tu vi võ vương vậy mà chết ở cửa sơn môn rốt cuộc kim sơn tự xảy ra chuyện gì mọi người ngửi thấy mùi máu tươi càng lúc càng nồng nặc không kịp nói gì mà cùng nhau bước vào sơn môn. Mùi máu tươi nồng đậm như thực chất mới vừa tiến vào sơn môn đã phả vào mặt. Đập vào mắt là thi thể khắp núi đồi, thi hài cốt nhục đầy đất, trên mặt đất còn có sông nhỏ màu máu chảy xuôi, như thể đi vào địa ngục. Quẹ, 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 một số nữ tu lập tức ngồi sổn trên mặt đất nôn khang, nôn quẹ rồi đột nhiên kêu to, thì ra nơi nôn mửa lại có một con ngươi lẻ loi trơ trọi trên mặt đất. Tuy tu hành giới vốn rất tàn khốc, nhưng mà thoáng cái nhìn thấy sự tình máu tanh như vậy cũng khó mà tiếp nhận. Ngay cả một ít võ hoàng cao thủ từng trải xa trường cũng nhíu mày. Thật sự là khung cảnh Kim Sơn tự quá thảm thiết rồi. Kẻ nào to gan giường ấy, dám đến Kim Sơn tự sát nhân, chẳng lẽ không sợ vô pháp thánh tăng? A, à, sao có thể? Một cao thủ võ vương cảnh vốn định nói điều chi đó, chợt ngưng bạch, ngón tay chỉ về một phương hướng trung rẫy không ngừng chúng nhân thuận theo phương hướng ngón tay hắn chỉ chỉ thấy một vị tăng nhân cao hai trượng quỳ trên đống phế tích nơi tâm khảm có một lỗ hổng hình tròn song mục vẫn chưa khép lại đầy vẻ oán hận nhưng đã không còn sinh khí tức thì chung quanh vang lên tiếng kinh hô làm sao có thể ai có thể giết được vô pháp thánh tăng ngay cả vô pháp thánh tăng cũng bị sát hại chẳng lẽ kim sơn tự đã bị tàn sát sạch sẽ không thể nào cho dù vô pháp thánh tăng đã chết vẫn còn vô ngã thánh tăng đó chính là nhân vật trên thiên bản, cao thủ võ đế cảnh, rốt cuộc là kẻ nào có gan lớn như vậy. Tiếng kinh ngạc không ngừng truyền ra, tất cả mọi người đều bị cái chết của vô pháp làm chấn động. Phải biết rằng vô pháp chính là cao thủ đứng thứ hai trên địa bản, hơn nữa rất có khả năng trong vòng 10 năm đột phá đến cảnh giới võ đế. Vậy mà giờ đây lại bị người ta đào tim, chết ngay trong kim sơn tự. Mấy vị võ hoàng trấn định lại trước tiên, chậm rãi tiến vào bên trong Kim Sơn tự, Triệu Lập cũng đi theo. Dọc đường thi thể la liệt khắp nơi, trong đó không thiếu những vị cao tăng nổi danh ở bên ngoài, như Vô Không Thánh tăng xếp hạng 10 địa bản, Vô Huyền Thánh tăng xếp hạng 17 địa bản, Liễu Phàm đại sư xếp hạng 3 nhân bản. Mấy vị võ hoàng vừa đến trước cửa chính điện thì đột nhiên dừng bước, toàn thân run rẩy. Triệu Lập nhìn theo hướng mà mấy người đang nhìn, thậm chí ngay cả hắn cũng bị dọa đến run lên hướng mà mấy người đang nhìn lại hiện ra một tấm bia đá lớn, cao chừng 10 trượng. Mà vị được xưng là cao thủ thiên bản, vô ngã thánh tăng cảnh giới võ đế lại bị người ta dùng kiếm đóng đinh lên trên đó, toàn thân đầy máu tươi, đã không còn khí tức sự sống. Bên trên tấm bia đá viết mấy chữ to máu đỏ, phụng mệnh giáo chủ, trước diệt kim sơn tự, có phải dưới mấy chữ nhỏ hơn một cỡ, ma giáo liên sinh lập bia. Quả nhiên là ma giáo, đúng là ma giáo, Bọn chúng dám làm sao, sao có thể tàn sát Kim Sơn tự như vậy, chẳng lẽ bọn chúng không sợ chính đạo phản công hay sao? Đúng vậy, chẳng lẽ tà giáo thật sự cho rằng bọn chúng thiên hạ vô địch rồi sao? Một vị võ hoàng chắp tay với mấy người bên cạnh, "Chư vị, tại hạ phải lập tức về môn phái bẩm báo tin tức, xin cáo từ trước." Nói xong liền quay người lao ra ngoài Kim Sơn tự, mấy vị võ hoàng khác cũng nhanh chóng rời khỏi Kim Sơn tự, tin tức này nhất định phải truyền đi thật nhanh chạng vạn tối toàn bộ kim sơn tự ngoại trừ còn tràn ngập mùi máu tươi đã không còn một bóng người một bóng người xuất hiện trên chủ điện sau lưng đeo một thanh trường kiếm phúc bá người xác định truyền thừa của kiếm thần ở ngay phía dưới phải không triệu lập yên tâm đi ta đã ngửi thấy mùi của hắn rồi người bóp nát hạt châu trong tay là có thể tiến vào lăng tẩm của hắn triệu lập nghe vậy bóp nát hạt châu trong tay một cổ dao động không gian nhàn nhạt bao quanh thân thể hắn triệu lập nhìn về phía vô ngã thánh tăng trên tấm bia đá cách đó không xa trong lòng ngũ vị tạp trần không lâu trước đây hắn còn nghĩ cách làm sao để tiến vào kim sơn tự thậm chí nghĩ cách làm sao điều vô ngã thánh tăng ra khỏi kim sơn tự như vậy hắn có thể bất tri bất giác lẻn vào không ngờ còn chưa tới nửa ngày hắn đã quan minh chính đại tiến vào kim sơn tự cái giá phải trả chính là toàn bộ kim sơn tự đều diệt vong chưa đợi triệu lập nghĩ thêm điều gì không gian hình thành một vòng xoáy trực tiếp nuốt chửng triệu lập vào trong vòng xoáy từ từ lắng xuống tất cả hình ảnh đều biến mất triệu lập vừa biến mất chưa lâu bên cạnh một chỗ sụp đổ dưới điện có tiếng động nhẹ nhàng âm thanh càng lúc càng lớn cuối cùng phá vỡ đống đổ nát hai bóng người từ bên trong bò ra một người là hòa thượng mặc tăng bào một người là nữ tử mặc áo sơ mi màu xanh trên mặt nữ tử đầy vết nước mắt không ngừng khóc lóc vị hòa thượng tăng bào bên cạnh cũng lộ vẻ bi thương nhưng vẫn mở miệng khuyên nhủ thí chủ hãy nén bi thương nữ tử nghe xong ngừng khóc ngẩng đầu nhìn về phía hòa thượng liễu ngữ đại sư tất cả mọi người đều đã chết sư huynh của ta cũng đã chết vì sao lại như vậy chứ bần tăng cũng không biết vì sao nhưng yêu nhân ma giáo tàn sát bổn tự kim sơn tự sớm muộn gì cũng có một ngày bần tăng sẽ báo thù liễu ngữ đại sư ta muốn trở về đại vũ vương triều tìm sư phụ của ta ngươi có đi cùng ta không không được bần tăng phải an táng tử tế cho mọi người trong chùa đã sau này sẽ vân du thiên hạ tu luyện thủ đoạn trừ ma tổng đàn ma giáo chu khung đang tu luyện thôn thiên ma công chợt mở mắt đinh chúc mừng môn phái của túc chủ đã tru diệt kim sơn tự hoàn thành một nửa nhiệm vụ khóe miệng chu khung lộ ra một tia cười gõ lên ghế ngồi một bóng người đeo mặt nạ màu vàng nhạt xuất hiện trước mặt hắn quỳ một gối xuống thuộc hạ địa nhị tham kiến giáo chủ nói tình hình bên ngoài đi nhóm đại tổng quản đã tàn sát kim sơn tự từ vô ngã thánh tăng trụ trì vô pháp thánh tăng cho đến sa di bình thường đều không một ai sống sót mà giáo chúng ta tử thương không đến một phần mười đại hộ pháp bị vô ngã thánh tăng phản kích đã thương lúc lâm chung hiện giờ đại tổng quản đang dẫn mọi người trên đường đến huyền không quán tình hình của bốn đại môn phái khác ra sao rồi, bẩm giáo chủ, nghe nói vạn kiếm môn và huyền không quán đều căm phẫn sụp sôi, đoán chừng sẽ hận ma giáo ta thấu xương, đã bắt đầu triệu tập môn nhân đệ tử. Phù Tông ngàn năm qua chưa từng hỏi thế sự, cũng sẽ không có hành động gì, về phần hoàng sa bảo sa tận cực bắc sa mạc, hiện tại chắc còn chưa nhận được tin tức. Từng, phân tích rất tốt, phân phó xuống địa bộ, huyền bộ cùng bản tọa xuất phát đến huyền không quán huyền không quán cách kim sơn tự vạn dặm xa xôi âm thanh trong nghị sự điện quả thực như vỡ tổ ngay cả đạo đồng đứng gác bên ngoài cũng không chịu nổi bịt kín lỗ tai nói với một đạo đồng lớn tuổi hơn bên cạnh sư huynh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy sao trưởng môn lại triệu tập tất cả sư thúc tổ tới bây giờ bên trong như đánh nhau vậy một đạo đồng khác nhỏ giọng nói ngươi ngàn vạn lần đừng nói lung tung nghe nói là kim sơn tự bị diệt môn làm sao có thể tiểu đạo đồng sợ tới mức kêu to một tiếng lập tức bị sư huynh bên cạnh bịt miệng lại tiểu đạo đồng lập tức nhỏ giọng nói kim sơn tự là một trong ngũ đại môn phái giống như huyền không quán của chúng ta làm sao có thể bị diệt môn chứ ta nào biết nghe nói là bị ma giáo diệt môn bên ngoài hai tiểu đạo đồng nói nhỏ bàn luận bên trong lại giống như chiến trường mấy người ở bên ngoài tiên phong đạo cốt giống như thần tiên sống lại một đám phòng mũi trợn mắt lớn tiếng kêu to ánh mắt hung ác như thể có thể giết người. Ma giáo cũng dám diệt Kim Sơn Tự, chẳng lẽ cho rằng mình xưng bá thiên hạ sao, yêu nhân ma giáo quá càng rỡ, nhất định phải liên hợp các phái, diệt ma giáo báo thù cho Kim Sơn Tự. Nếu sớm một chút diệt ma giáo, Kim Sơn Tự đã không diệt vong. Đáng thương vô ngã sư huynh của ta. Thằng nhãi chu khung kia lại giết được vô ngã, quả thật lợi hại. Mấy người lớn tiếng nghị luận, cứ như hiện tại sẽ giết sạch người của ma giáo xung hư sư huynh ngươi nói xem hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ trưởng môn huyền không quán ngồi ở thượng tọa già nu uống một ngụm trà ma môn đã động thủ sẽ không dễ dàng thu tay lại xung điền ngươi đi truyền tin tức cho tây môn thiên để hắn đến huyền không quán cùng nhau thương nghị thời gian tấn công ma môn sư huynh có cần thông báo bên phù tông hoàng sa bảo tam đại vương triều không một đạo trưởng thân hình hơi mập mạp khuôn mặt tròn trịa hành lễ với Sung hư. Không cần đâu, Phù Tông vẫn luôn không hỏi đến thế sự, hoàng sa bảo cách quá xa. Tam đại vương triều vốn không ưa gì tông phái chúng ta, thông báo cũng chẳng có gì cần thiết. Được, sư huynh, ta sẽ đi truyền tin cho Tây môn trưởng môn ngay đây. Sung Điền xoay người bước ra khỏi nghị sự điện. Mấy người các ngươi gần đây cũng nên ổn định tâm cảnh một chút, đi ra ngoài trấn An môn nhân đệ tử đã đến lúc để ma giáo biến mất khỏi mảnh đại lục này rồi huyền không quán vẫn chưa biết kẻ giết vô ngã thánh tăng căn bản không phải là chu khung mà là liên sinh và bạch hạo thiên thậm chí cả thiên hạ đều cho rằng chu khung là người giết vô ngã thánh tăng việc bạch hạo thiên đột phá võ đế cảnh ngoại giới không ai hay biết trong mắt người ngoài hắn chỉ là một nhân vật tu vi võ hoàng đỉnh phong ngay cả vô ngã nhìn thấy bạch hạo thiên đột phá đến võ đế cũng giật mình kinh ngạc Điều này khiến Huyền Không Quán đánh giá sai thực lực của Ma giáo. Phía sau núi Huyền Không Quán, trong một khu rừng trúc có một căn nhà nhỏ được che bằng trúc. Sung Hư đi bộ đến cửa căn nhà, gõ cửa. "Tiểu sư thúc, có lẽ đã đến lúc ngươi cần xuống núi rồi." Bên trong truyền đến một giọng nói già nua, "Sao vậy? Bây giờ còn có vấn đề gì mà Huyền Không Quán không giải quyết được sao? Sư thúc, Kim Sơn tự bị diệt môn rồi." Trong trúc ốc vang lên tiếng chén vỡ vụn là thế lực nào làm ma giáo vô ngã cũng đã chết bị chu khung giết chu khung không ngờ chu thần thông lại sinh được một đứa con trai tốt trong phòng trúc truyền ra một tiếng cười khổ ngươi là trưởng môn chuyện ngươi đã quyết định cứ phân phó ta một tiếng là được sung hư còn chưa kịp đáp lời ánh mắt đã hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi cửa lớn của phòng trúc lập tức mở ra bên trong đi ra một thân ảnh già nua nhìn bộ dáng giống như lão nhân trăm tuổi, mặc một đạo bào cũ kỹ. Lão nhân ngẩng đầu nhìn trời, nói một câu, tới rồi, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, sung hư cũng theo sát biến mất ở rừng trúc, khi hai người tái xuất hiện đã đến huyền không quán chủ điện. Xung quanh không ngừng có bóng người phóng tới quảng trường cửa chủ điện, thân ảnh sung điền xuất hiện ở chủ điện hô to, sung hư sư huynh, đại sự không tốt, ma giáo đã vây núi huyền không lại. Ma giáo được lắm, không ngờ đến nhanh như vậy, còn chưa đợi chúng ta động thủ, bọn chúng đã tới, chẳng lẽ đánh hạ Kim Sơn tự bọn chúng không tổn hao nguyên khí sao, xung điền, người dẫn đầu chính là tiểu tử Chu Khung kia. a à, Thanh Bình Sư thúc xuất quan rồi, ngược lại không thấy tiểu tử Chu Khung kia, người cầm đầu là Đại Tổng Quảng Ma Giáo Liên Sinh cùng Đại Trưởng Lão Bạch Hạo Thiên. Xung Điền trước tiên kinh hãi, ngay sau đó nói. Liên sinh là ai? Lão giả hơi mê mang hỏi sư thúc liên sinh cũng là nhân tài mới xuất hiện của ma giáo tuổi không chênh lệch nhiều so với chu khung hiện tại là đại tổng quản của ma giáo đã có tu vi võ đế sơ kỳ xung hư ở bên cạnh giải thích còn trẻ như vậy mà đã đột phá đến võ đế xung điền ngươi nhìn người ta xem rồi nhìn lại chính mình tuổi đã cao tu luyện đến trên thân chó cũng nên đột phá rồi vậy mà ngươi vẫn kẹt ở võ hoàn cảnh xung điền biểu môi không dám phản bác nhanh chóng tổ chức môn nhân xoay người trốn ra khỏi điện thanh bình đạo trưởng và sung hư đạo trưởng cùng nhau đi tới quảng trường toàn bộ mấy ngàn môn nhân huyền không quán đều tập hợp ở trên quảng trường mỗi người đều mang vẻ mặt cương nghị tay cầm trường kiếm trên bầu trời đâu đâu cũng có bóng dáng ma giáo như nhốt toàn bộ huyền không tự vào trong vò thanh bình lão đạo ngươi vẫn chưa chết sao trên bầu trời truyền đến một giọng nói khàn khàn một bóng người lưng đeo trường kiếm xuất hiện trong mắt thanh bình Bạch Hạo Thiên, ngươi cũng không chết, ta làm sao nỡ chết? Ma giáo các ngươi vây quanh huyền không quán của ta làm gì, chẳng lẽ còn muốn tấn công huyền không quán hay sao? Thanh Bình Đạo trưởng trầm giọng hỏi. Ha ha ha, đông đảo cao tầng ma giáo trên bầu trời cười nhạo, tự hồ đang chế giễu sự ngu muội của Thanh Bình Đạo trưởng. Bạch Hạo Thiên liếc nhìn Thanh Bình Đạo trưởng, phụng mệnh giáo chủ, trước diệt Kim Sơn, sau đồ huyền không. Hôm nay qua đi, huyền không quán sẽ bị xóa tên khỏi thương ngô đại lục. Thanh Bình Đạo trưởng tức giận đến nỗi râu mép bay phất phới, chỉ bằng các ngươi, sao tiểu tử chu khung kia không tới. To gan, tục danh của giáo chủ là thứ mà lỗ mũi trâu như ngươi có thể tùy tiện gọi sao, mà hổ vương trên không trung chỉ tay mắng Thanh Bình Đạo trưởng. Liên sinh nhìn xuống Thanh Bình và sung hư ở phía dưới, nói với Bạch Hạo Thiên ở bên cạnh, Đại hộ Pháp, ngươi hãy cố hết sức ngăn cản Thanh Bình Đạo trưởng, bên này ta giải quyết xung hư đạo trưởng trước rồi sẽ tới trợ giúp ngươi được bạch hạo thiên đáp ứng một tiếng trường kiếm sau lưng không gió tự động bay đến trong tay phóng xuống phía dưới thanh bình lão đạo để ta xem ngươi sống nhiều năm như vậy có năng lực gì bày kiếm thế trường kiếm trong tay chậm rãi chém về phía thanh bình bên trên kiếm khí tung hoành rõ ràng động tác rất chậm nhưng thanh bình đạo trưởng lại cảm giác bất luận như thế nào cũng không tránh thoát được chỉ có thể cứng rắn đón đỡ lập tức dựng tay lên bày ra một tư thế thái cực, trường sam trên người tự động phồng lên, trước mặt hình thành một vòng tròn thái cực. Trên bầu trời, liên sinh hét lớn một tiếng, tất cả người ma giáo, cho đồ sát cho ta, gà chó không tha. Vâng. Đám người ma giáo đồng thanh đáp, toàn bộ phóng tới người của huyền không quán phía dưới. Xung hư đạo trưởng tay cầm trường kiếm, cao giọng nói, hiện giờ đến lúc sinh tử tồn vong của huyền không quán ta, các đệ tử hãy bày kiếm trận, chống lại yêu ma. Vâng, đông đảo đệ tử huyền không quán bảy người một đội bày ra kiếm trận, tiểu đạo đồng cũng ở trong một đội, vẻ mặt thấy chết không sờn, nhưng cái đùi dưới đạo bào không ngừng rung rẩy bại lộ nỗi sợ hãi của hắn. Một tiếng vang thật lớn, công kích của Bạch Hạo Thiên và Thanh Bình ở xa xa vang vọng thấp huyền không sơn, không ít đệ tử tu vi thấp đều bị chấn thương nội tạng, khóe miệng chảy ra máu tươi. Thanh Bình không lùi một bước, Bạch Hạo Thiên bị phản chấn lùi lại năm bước trên không trung, có thể nói là cao thấp lập tức phân ra. Bạch Hạo Thiên, ngươi đã đột phá đến võ đế rồi, chẳng lẽ? Thanh Bình trước tiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt chấn động. Thanh Bình lão đạo, ngươi nghĩ không sai, hòa thượng vô ngã là do ta và liên sinh giết, ngươi sẽ là người thứ hai. Hừ, ngươi cho rằng ta không phát hiện ngươi bị thương sao, Hôm nay Bạch Hạo Thiên ngươi đừng mơ tưởng đi ra khỏi huyền không quán của ta. Lão đạo, ngươi già rồi đi đường cũng tốn sức, ta ngăn cản ngươi cũng đủ rồi, mà đồ đệ của ngươi thì thảm rồi. Bạch Hạo Thiên cười nhạo một tiếng, âm trầm nói. Cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, một đệ tử huyền không quán bị Ma Long Vương móc tim, chết thảm, Thanh Bình nhìn mà muốn nứt cả mí mắt, định xông tới giết Ma Long Vương kia. Lại bị Bạch Hạo Thiên xuất một kiếm ngăn cản. Thanh Bình, đối thủ của ngươi là ta." Thanh Bình tức giận dậm chân, chưởng pháp quyền pháp trên tay như mưa rào hướng Bạch Hạo Thiên đánh tới, che khuất bầu trời, uy lực vô biên. Chung quanh sát khí cuồn cuộn bốc lên. Bạch Hạo Thiên lại rất bình tĩnh, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng Thanh Bình tuổi tác thực sự quá lớn, đã gần 180 tuổi, đại hạn sắp tới, một thân thực lực có thể phát huy ra tám thành đã không tệ rồi huống chi hắn chỉ cần kéo dài thời gian với thanh bình là được xa xa sung hư và liên sinh cũng giao thủ hai người đều là cao thủ dùng kiếm một là đại tổng quản ma giáo một là trưởng giáo huyền không quán đều có tu vi võ đế sơ kỳ chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã giao thủ hơn trăm lần kiếm khí bắn ra bốn phía xé rách bầu trời những người giao thủ xung quanh vì tránh né dư ba mà nhao nhao lùi lại mấy ngàn mét mới dừng được sung hư âm thầm kinh hãi Liên sinh này rõ ràng mới đột phá võ đế sơ kỳ, lại có thể có thực lực như vậy, còn có kiếm pháp quỷ dị kia, chiêu nào cũng nhắm thẳng vào chỗ hiểm, vừa rồi nếu không phải hắn tránh nhanh, đã bị cắt đứt ít hầu. Liên sinh ở đối diện cũng rất kinh ngạc, sung hư tuy chỉ có tu vi võ đế sơ kỳ, nhưng lại cho hắn cảm giác còn khó đối phó hơn cả vô ngã thánh tăng, cho dù hắn công kích thế nào cũng như đánh vào bịch bông. Khác với hai người là cuộc chiến ở phía dưới, thực lực tổng thể của huyền không quán còn không bằng kim sơn tự, võ hoàng cảnh chỉ có 7 người, dưới vây công của đông đảo cao thủ ma giáo, không đến thời gian một nén nhang đã chết hai người, những người còn lại cũng chỉ đang khổ sở chống đỡ. Những đệ tử huyền không quán khác càng chết thương thảm trọng, cho dù hiện tại ma giáo ngừng tấn công, huyền không quán ít nhất cũng cần mấy chục năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Tiếng kêu thảm thiết chung quanh càng lúc càng lớn, khiến cho Thanh Bình vẫn mãi không thể đột phá được phong tỏa của Bạch Hạo Thiên, đôi mắt đỏ bừng, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Đột nhiên cắn mạnh đầu lưỡi, hét lớn một tiếng, ta lấy thân ta tế trời xanh, thân hình trong nháy mắt trở nên gầy gò, biến thành như một cái xác khô, ngược lại thực lực lại tăng vọt. Xung hư đạo trưởng đang giao chiến với liên sinh ở phía xa nghe thấy âm thanh, lập tức nhìn về phía thanh bình đạo trưởng, lớn tiếng kêu lên, tiểu sư thúc, đừng làm vậy. Đông đảo đệ tử Huyền Không quán đang giao thủ với ma giáo ở phía dưới trực tiếp hô to, sư thúc tổ, xin đừng làm vậy. A, à, yêu nhân ma giáo hãy chết đi. Mọi người ở Huyền Không quán đều biết, một khi sử dụng bí pháp này, tuy trong thời gian ngắn sẽ gia tăng thực lực, nhưng sau khi bí pháp biến mất, người dùng chắc chắn phải chết. Chỉ thấy Thanh Bình hét lớn một tiếng, đánh một chưởng về phía Bạch Hạo Thiên, đi chết đi. Trong nháy mắt không gian khóa chặt, bạch hạo thiên căn bản không kịp phản ứng miễn cưỡng bày ra một đạo kiếm thế đã bị một trưởng đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét miệng phun ra một nguồn máu tươi ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự đông đảo cao thủ ma giáo vây quanh huyền không quán tấn công nhao nhao hô to đại hộ pháp thanh bình thừa dịp này lập tức muốn đi công kích liên sinh nhưng ma thử vương vạn đường chủ trư đường chủ băng đường chủ lập tức bước ra bay về phía thanh bình đạo trưởng ngăn cản hắn bốn người đều là tu vi võ hoàng đỉnh phong, dùng dập dùng ra toàn lực. Trong đó trư đường chủ, ma thử vương thậm chí bộc phát ra lực công kích võ đế sơ kỳ, trong khoảnh khắc không gian phá toái, giao thủ như rồng, dù cho thanh bình dùng bí pháp lâm thời đột phá đến võ đế trung kỳ cũng khó mà đột phá. Thanh bình càng đánh càng bực bội, bốn người trước mặt dường như phát hiện trạng thái của hắn không thể kéo dài, dù cho bị đánh hộc máu trọng thương, cũng liều mạng không cho hắn xông ra khỏi vòng vây. Ma hổ vương bay đến bên cạnh Bạch Hạo Thiên, cảm giác được thân thể Bạch Hạo Thiên còn có khí tức yếu ớt, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, tức thì lấy ra một đống lớn linh dược trị mệnh, tất cả đều đút vào trong miệng Bạch Hạo Thiên. Do thanh bình đạo nhân đột nhiên bộc phát, cục diện trên chiến trường xuất hiện chút biến hóa, Bạch Hạo Thiên cảnh giới võ đế sinh tử chưa biết, ma thử vương, vạn đường chủ, xú đường chủ, băng đường chủ, bốn vị cao thủ ma giáo võ hoàng đỉnh phong cũng đều bị thanh bình cuốn lấy, lần lượt trọng thương những cao thủ ma giáo còn lại nhất thời có chút áp chế không nổi chúng nhân huyền không quán chủ yếu là xung điền đạo trưởng chính là cao thủ cảnh giới võ hoàng đỉnh phong một người đã ngăn trở ba vị cao thủ ma giáo võ hoàng hậu kỳ hai người xung hư đạo trưởng và liên sinh đã giao thủ không biết bao nhiêu lần từ khi xung hư nhìn thấy thanh bình đạo trưởng sử dụng bí pháp cũng bắt đầu dùng đấu pháp liều mạng mà liên sinh càng là một kẻ hung ác hai người chiêu chiêu đều liều mạng trên người đều bị thương rất nặng. Thanh Bình đạo trưởng bị bốn vị cao thủ ma giáo bao vây, công kích bắt đầu dần dần chậm lại, động tác cũng bắt đầu sai lầm, hiển nhiên là di chứng bí pháp đã xuất hiện, bốn người ma giáo lập tức bắt đầu điên cuồng ra tay. Bên ngoài huyền không quán đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, yêu nhân ma giáo chớ có làm càng, tây môn thiên ta đã đến. Thanh Bình nhìn về phía người tới, trong mắt lập tức xuất hiện vẻ vui mừng, nơi xa hai người đang phá không bay tới, rõ ràng là tây môn thiên của vạn kiếm môn một thân khí thế hiển nhiên đã đột phá đến võ đế cảnh thanh bình đang ngây người một thanh kiếm xuyên qua ngực hắn hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm không còn tri giác nhưng khóe miệng lại lộ ra một nụ cười bởi vì hắn biết tây môn thiên đã đến huyền không quán có thể được cứu rồi chỉ là ở thời khắc hấp hối cuối cùng dường như nghe được một tiếng long ngâm tây môn thiên vừa bay đến phía trên huyền không quán là phát hiện thanh bình đạo trưởng đã chết, lập tức nổi giận sắc mặt tái nhợt. Mọi người huyền không quán thấy Tây Môn Thiên đến đều vui mừng, sung hư đạo trưởng cũng thở vào nhẹ nhõm, nhìn về phía thanh bình đạo trưởng đã chết, gương mặt lộ vẻ bi thương. Tây Môn Thiên đang muốn gia nhập chiến cuộc, bỗng từ phương xa truyền đến một tiếng long ngâm, đám người ma giáo vốn lộ vẻ lo lắng nhất thời mặt mày hớn hở. Xa xa một con hắc long đang lao nhanh về phía huyền không sơn. Tây Môn Thiên lập tức lộ vẻ kinh hoàng, sung hư đạo trưởng càng lộ vẻ tuyệt vọng, phi liễn nhanh chóng bay đến trên núi huyền không, bên trên cửa điện hai bên viết, tay nắm nhật nguyệt hái tinh thần, thế gian nào ai bằng ta. Tuy đã từng nghe qua câu đối này, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy, mọi người phía dưới vẫn cảm nhận được một cổ bá khí ập đến, từ câu chữ có thể thấy được người bên trong phi liễn bá đạo tự tin đến nhường nào. Cửa lớn phi liễn mở ra, hai bên đều bước ra mười người, một bên toàn mang mặt nạ màu vàng, một bên toàn mang mặt nạ màu bạc, khí thế trên người sông thẳng tận trời, lại không có một ai thấp hơn võ hoàng cảnh. Chu khung mặt chiến bào đen từ từ bước ra, toàn thân bá khí tuyệt luân, ma diễm ngập trời, tựa như ma thần giáng thế. Tham kiến giáo chủ, đám người ma giáo bên dưới dùng dập không người chắp tay nói. Chu khung tiểu tử, ngươi vô cớ tàn sát huyền không quán của ta, ý đồ như thế nào xung hư đạo trưởng hô lớn với chu khung trên bầu trời chu khung tiểu tử ngươi cũng dám diệt môn kim sơn tự còn đồ sát huyền không quán chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao tây môn thiên ở một bên cũng chất vấn chu khung đang phi xa không nói tiếp thậm chí cũng không nhìn về phía hai người mà trực tiếp nhìn về phía liên sinh vì sao huyền không quán vẫn còn tồn tại liên sinh cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của chu khung không người đáp bẩm giáo chủ thanh bình đạo trưởng của huyền không quán còn sống, lão ta đột nhiên kích phát tiềm năng, đã thương đại hộ pháp, cho nên mới chậm trễ, chu khung liếc nhìn thanh bình đạo trưởng đã chết, thản nhiên nói, lần sau bổn tọa không muốn nghe ngươi. Lấy cớ nữa, liên sinh cuối người vân dạ. Tây môn thiên ở bên cạnh lại tức giận đến mức muốn nổ tung, hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục nghiêm trọng. Hắn đường đường là trưởng môn vạn kiếm môn, cao thủ võ đế cảnh, vậy mà chu khung ngay cả liếc mắt nhìn hắn cũng không thèm rõ ràng là coi thường hắn tây môn thiên xuất hiện một thanh trường kiếm trong tay kiếm chỉ vào chu khung chất vấn chu khung tiểu tử ngươi khinh người quá đáng chẳng lẽ thật sự cho rằng ngươi thiên hạ vô địch sao chu khung cao mày nhìn về phía tây môn thiên ồn ào nói xong một tay đánh về phía tây môn thiên trên không trung lập tức xuất hiện một bàn tay khổng lồ khí thế hùng vĩ bên trên sinh tử chi khí chuyển hóa tựa như trời sập đất lở đập xuống tây môn thiên ngay lập tức cảm thấy mình như con kiến đối mặt với voi trốn không thoát cũng không chống cự nổi trong lòng càng kinh hãi tột cùng hắn biết chu khung rất mạnh nhưng cũng không nghĩ tới lại mạnh đến mức này đối mặt với một kích có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào thiên ngoại phi tiên tây môn thiên không kịp phản ứng chỉ có thể hét lớn một tiếng thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới bàn tay khổng lồ. Một tiếng va chạm thật lớn vang lên, nhưng lại không có bất cứ dư chấn nào, tất cả đều bị bàn tay khổng lồ trực tiếp hủy diệt, Tây Môn Thiên càng giống như con ruồi bị đánh bay ra ngoài mấy trăm dặm, trực tiếp bị đánh vào trong ngọn núi. Bàn tay khổng lồ không dừng lại mà tiếp tục chụp về phía sung hư đạo trưởng. Sung hư đạo trưởng lộ vẻ trịnh trọng, trường kiếm trong tay vẽ thành một vòng tròn, hình thành thái cực đồ ở trước mặt, đây là tuyệt học phòng ngự mạnh nhất của huyền không quán, bàn tay khổng lồ vỗ về phía thái cực đồ, phòng ngự theo tiếng vỡ vụn, sung hư đạo trưởng bị chấn lui ra ngoài 50 bước, miệng lớn phun ra máu tươi, nhưng rốt cuộc cũng tiếp được một chưởng này. Từ khi chu không bắt đầu công kích đến khi kết thúc chỉ trong nháy mắt, mọi người phía dưới còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy chu Khung vỗ ra một bàn tay, tây môn thiên đã bị đánh bay không biết sống chết, sung hư đạo trưởng cũng miệng phun máu tươi, bị trọng thương. Đám người ma giáo phản ứng kịp, lập tức cười vang vui mừng, mà đệ tử huyền không quán lại đều mặt như tro tàn, thậm chí có kẻ buông xuống trường kiếm, từ bỏ kháng cự. Chu khung ở giữa không trung cười to nói, bản tọa chính là thiên hạ vô địch, ai dám không phục, về sau bản tọa sẽ gọi là chu vô địch, ha ha ha. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu, tu vi tăng lên một tầng. Khí thế trên người chu khung trong nháy mắt đột phá một chút, sau đó lại hạ xuống chu khung vừa rồi không phải vô cớ làm màu là bởi vì hệ thống đột nhiên giao cho hắn một nhiệm vụ xưng là nhiệm vụ vô địch phần thưởng là nâng cao một tầng tu vi chu khung nào có lý do gì mà không nhận nhiệm vụ chứ hơn nửa thân là giáo chủ ma giáo có một danh hiệu chu vô địch thì đã sao nào trên bảng hệ thống xuất hiện một đoạn tin tức nhân vật chu khung chu vô địch chức vị giáo chủ ma giáo tu vi võ đế hậu kỳ đang trọng thương võ công ma thần kinh thương khung sinh tử thủ thần ma nhãn khuyết tọa kỵ ma long phi trảo liên sinh thuộc hạ tại đây còn lại giao cho ngươi đừng lề mề quá lâu nói xong chu khung liền xoay người trở lại trong phi liễn bên ngoài lập tức lại vang lên tiếng la dết chu khung ở trong phi liễn phun ra một viên đan dược màu trắng trên đó nứt ra một khe hở nhỏ mặt mặt nói quả nhiên không hổ danh là đại lực hoàng xuất phẩm từ hệ thống ngay cả thương thế của thần ma nhãn cũng có thể khôi phục trong thời gian ngắn, đáng tiếc chỉ có thể dùng ba lần. Cốc cốc cốc, bên ngoài phi liễn truyền đến tiếng gõ cửa, giáo chủ, thuộc hạ ma hổ vương, đại hộ pháp bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, khí tức đang dần dần yếu ớt. Đưa hắn vào đi, vâng, cửa phi liễn mở ra, toàn bộ phi liễn lớn như ngọn núi, không gian bên trong càng có thể so sánh với chủ điện thiên ma phong, ma hổ vương trực tiếp ôm đại hộ pháp tiến vào, đặt ngang trên mặt đất. Chu Khung nhìn Bạch Hạo Thiên, thân thể đều có phần vỡ vụn, hoàn toàn dựa vào dược tính của Linh đang chống đỡ hơi thở cuối cùng. Hệ thống, có biện pháp gì để cứu hắn không? Biết bàn đan, cần 500 vạn điểm phản diện, không có nguy hiểm, càng có thể đề cao thực lực. Chẳng lẽ ngươi không biết ta có bao nhiêu điểm phản diện sao? 500 vạn ư? Ta có giết sạch tất cả thế lực trên đại lục cũng không có nhiều điểm phản diện như vậy. Ký chủ còn có thể dùng Tiểu Niết Bàn Đan, chỉ cần 5 vạn điểm phản diện, nhưng tỷ lệ thành công không đến 30%. Chỉ có vậy thôi, sống chết đều phải xem vận khí của hắn rồi. Đinh, đổi Tiểu Niết Bàn Đan thành công, tiêu hao 5 vạn điểm phản diện. Trong tay Chu không đột nhiên xuất hiện một viên thuốc màu đỏ như lửa, bên trong dường như có một con phượng hoàng đang tắm lửa hồi sinh. Hắn ném cho Ma Hổ Vương. Cho hắn uống sau đó diều hắn đến hậu điện tuân mệnh tiếng la dết bên ngoài dần dần nhỏ đi cho đến khi biến mất không thấy gì nữa đinh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ diệt kim sơn trước sau đó lại tru diệt huyền không phát thưởng đang tiến hành chu khung cảm thấy một luồng thanh khí xông vào thần ma nhãn không ngừng tu bổ thương thế trong mắt khí thế trên người chu khung cũng không ngừng tăng lên xông thẳng tới chân trời trong phi liễn truyền ra một tiếng cười cực lớn âm thanh chấn động ngàn dặm kéo dài không dứt, vô số cầm thú kinh hải không dám di động, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất. Liên sinh ở bên ngoài phi liễn cung kính nói, chúc mừng giáo chủ thần công đại thành, thiên hạ vô địch. Đám người ma giáo cũng đều cúi mình hô to, chúc mừng giáo chủ, thần công đại thành, thiên hạ vô địch. Chúc mừng giáo chủ, thần công đại thành, thiên hạ vô địch. Chúc mừng giáo chủ, đại hoang vương triều, trong kim loan điện, trên long ỷ có một thanh niên nam tử mặt long bào ngự trị triều thần hai bên đang thương nghị sự kiện ma giáo diệt kim sơn tự nghị luận ầm ĩ trong đó có vị đại thần đề nghị xuất binh đánh ma giáo đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng báo khẩn báo một nam tử mặt ngư long phục đeo tú xuân đao bên hông nhanh chóng chạy vào trong điện quỳ một gối xuống chính là chỉ huy sứ cẩm y vệ của đại hoang vương triều khởi bẩm bệ hạ huyền không sơn truyền đến tin tức ma giáo dẫn người tấn công huyền không quán, toàn phái trên dưới không một ai sống sót, vạn kiếm môn trưởng môn tây môn thiên tiến đến cứu viện, bị chu khung xuất trưởng đánh chết. Cái gì, ngươi nói có thật không, vị hoàng đế trẻ tuổi ngồi trên long ỷ sợ hãi đến mức đứng bật dậy. Những lời thuộc hạ nói đều là sự thật, hiện giờ thi thể của tây môn thiên cùng sung hư đạo trưởng vẫn còn đang bị đóng đinh trên bia đá ở huyền không sơn. Hoàng đế trẻ tuổi kinh hải ngồi vịt xuống long ỷ, phải biết rằng đại hoang vương triều chỉ có một vị cao thủ võ đế cảnh, chính là phụ hoàng của giết, hoàng đế tiền nhiệm, nhưng đã qua đời từ năm ngoái. Bây giờ người mạnh nhất đại hoang vương triều chính là thái phó lão sư của hắn, cũng chỉ mới đạt đến tu vi võ hoàng đỉnh phong mà thôi. Hoàng đế nhìn xuống phía dưới thái phó đứng đầu quần thần dò hỏi, thái phó, hiện giờ chúng ta phải làm sao đây, ma giáo sẽ không đến tấn công vương triều đại hoang của chúng ta chứ, lão già mặt quan bào màu tím đứng dậy tâu, bệ hạ, không cần phải lo lắng, vương triều đại hoang chúng ta từ xưa đến nay cũng không quá nhằm vào ma giáo, cũng chưa từng nói lời hàng yêu trừ ma, ma giáo sẽ không tấn công chúng ta đâu. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, vị hoàng đế trẻ tuổi thở vào nhẹ nhõm. Nhưng trong ánh mắt của thái phó phía dưới lại lóe lên một tia lo lắng. Rốt cuộc ma giáo có tấn công vương triều đại hoang hay không, hắn cũng không quá tự tin. Vạn kiếm sơn, nghị sự điện, Tây môn địa suy yếu ngồi ở vị trí trưởng môn. Mấy vị trưởng lão phía dưới đều mang vẻ mặt ưu tư triểu nặng, từ khi tin tức trưởng môn Tây môn thiên bị chu khung một trưởng đánh chết truyền về vạn kiếm sơn. Mọi người đều không dám tin, nếu không phải tin này đã truyền khắp thiên hạ, bọn họ hẳn cho rằng ai đang nói đùa. Miễn cưỡng tiếp nhận sự thật, sau đó mấy vị đại trưởng lão thương nghị để Tây môn địa trọng thương chưa lành đảm nhiệm chức trưởng môn. Trưởng môn, hiện giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Ma giáo chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mấy vị trưởng lão quay sang Tây Môn Địa ngồi trên vị trí chủ tọa hỏi. Tây Môn Địa ngồi thẳng dậy, tuyên bố, "Chư vị, giờ đây ta lấy danh nghĩa đời trưởng môn thứ 17 của Vạn Kiếm môn tuyên bố, kể từ hôm nay, Vạn Kiếm môn chính thức giải tán." "Cái gì? Tây Môn Địa ngươi điên rồi sao?" "Ngươi là đồ lòng lan dạ sói, vừa lên làm trưởng môn đã muốn giải tán môn phái." vạn kiếm môn ta thành lập hơn ngàn năm nào phải ngươi nói giải tán là giải tán. Mấy vị trưởng lão phía dưới lập tức chỉ vào mũi Tây môn địa mà mắng, nếu không phải còn chút lý trí, đã muốn động thủ rồi. Vậy không biết mấy vị trưởng lão có dịu kế gì, Tây môn địa khinh thường liếc nhìn mấy vị trưởng lão trước mặt. Nói thật, vạn kiếm môn đến thế hệ bọn họ đã điêu linh, năm đại môn phái đã từng tiến tăm lừng lẫy, những năm này kỳ thật đã bị biên giới hóa một võ đế cảnh cũng không có mấy vị trưởng lão trước mặt này càng là tu vi cao nhất mới võ hoàng trung kỳ thậm chí còn có một vị võ vương đỉnh phong chỉ có điều dựa vào bối phận cao mới ngồi lên vị trí trưởng lão những năm gần đây tất cả đều dựa vào hai huynh để bọn họ miễn cưỡng chống đỡ thật vất vả tây môn thiên đột phá đến võ đế cảnh không đợi phát huy thực lực đã bị chu khung cho một trưởng đánh chết hiện tại chỉ dựa vào chính hắn căn bản đã không chống đỡ nổi nữa hơn nữa ma giáo cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ nhìn mấy vị trưởng lão trước mặt nói nhỏ không đáp lời tây môn địa cười nhạo một tiếng cầm lấy trường kiếm đặt trên bàn xoay người đi ra ngoài ta đã nói xong rồi ma giáo có thể đến vạn kiếm sơn bất cứ lúc nào ta đi trước đây sau này có duyên gặp lại mấy vị đại trưởng lão nhìn tây môn địa đã đi rồi mấy lần muốn mở miệng cũng không nói ra nhìn tây môn địa đã biến mất vị đại trưởng lão vũ hoàng trung kỳ thở dài một hơi nói thôi thôi tán thì tán đi các ngươi ra ngoài nói một tiếng với các đệ tử đi muốn ở lại thì ở lại không muốn ở lại thì đi đi đại trưởng lão vậy còn ngươi vị trưởng lão vũ vương cảnh duy nhất thấp giọng hỏi ta từ nhỏ đã sinh ra ở đây hiện giờ tuổi đã lớn cũng không muốn đi đâu cả cứ ở lại vạn kiếm sơn này cùng sinh tử với nó vậy các ngươi cũng muốn lưu lại sao không có người tiếp lời trong không khí xuất hiện bầu không khí lúng túng một vị trưởng lão thở dài quay người bước ra khỏi đại điện nhìn hắn rời đi mấy vị trưởng lão khác cũng vội vàng bỏ đi cuối cùng trong đại điện chỉ còn lại một mình đại trưởng lão ôi vạn kiếm môn đã hoàn toàn biến mất ha 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 tiếng cười tràn ngập vô tận bi thương tổng đàn ma giáo trước mặt chu khung quỳ một bóng đen bẩm giáo chủ huyền bộ truyền đến tin tức Nói sau khi Tây Môn Địa trở thành trưởng môn thì đã giải tán vạn kiếm môn, hiện giờ vạn kiếm môn ngoại trừ đại trưởng lão và lát đác vài đệ tử không muốn rời đi, đã thành một tòa núi hoang vắng. Chu Khung cười khẽ một tiếng, cô, tên Tây Môn Địa này cũng đủ thông minh, lần trước huyền bộ ở cực Tây phát hiện không gian loạn lưu có tiến triển gì không, bẩm giáo chủ, vẫn chưa có phát hiện gì, từ lần trước xuất hiện đã biến mất, huyền tam, huyền tứ vẫn còn ở bên kia tìm kiếm. Tốt, lui xuống đi, hệ thống, ngươi xác định không gian loạn lưu là thông đạo thời không sao, đúng vậy, mỗi một đại lục đều có một thông đạo thời không thông hướng thượng giới, đại lục này có lẽ đã xuất hiện biến cố gì đó cho nên thông đạo ẩn tàng, nhưng sẽ không biến mất. Hệ thống, bên trên võ thần cảnh vẫn còn có cảnh giới chứ, đương nhiên, nói cho đúng thì không có võ thần cảnh, bên trên võ đế cảnh trực tiếp chính là thông huyền cảnh, thông huyền cảnh tổng cộng có 10 tầng, võ thần cảnh sơ kỳ, trung kỳ, Hậu kỳ, đỉnh phong tương ứng với 4 tầng đầu của Thông Huyền cảnh. Người của Đại Lục Hạ đẳng chỉ cần tu vi đạt tới Thông Huyền cảnh ngũ giai sẽ tự động phi thăng đến thượng giới, những kẻ khác cần phải đi qua Thông Đạo thời không, võ đế cảnh là có thể đến thượng giới. Hệ thống, thượng giới lớn bao nhiêu? Vô biên vô tận, với tu vi của ngươi dù có bay vạn năm cũng không đến được tận cùng. Ký chủ, ngươi định đi thượng giới bây giờ à, đương nhiên không phải theo như lời ngươi nói ta chỉ là một tiểu nhân vật võ đế cảnh đến thượng giới còn tiêu sái thế nào được vẫn nên ở đây phát triển trước đã sau đó mang theo thủ hạ rồi hãy đi thượng giới vùng cực tây trời đông giá rét trong vạn dặm toàn băng tuyết bên dưới một ngọn núi tuyết có hai người đang nhóm lửa nướng thỏ vừa ăn vừa trò chuyện lão tứ ngươi nói hai ta đều ở đây hai tháng rồi ngoại trừ tuyết lớn ra thì cái gì cũng chẳng thấy tam ca Vậy phải hỏi lần trước ngươi có nhìn lầm hay không, nào có không gian loạn lưu gì tồn tại đâu. Làm sao có thể, lúc ấy loạn lưu kia ở ngay bên cạnh cách ta không đến một ngàn mét, trên mặt hai người mang mặt nạ bạc, rõ ràng là huyền tam và huyền tứ phụng mệnh tra tìm không gian loạn lưu. Bên ngoài mười dặm, đang có một nam tử mặc áo trắng, sau lưng đeo trường kiếm đi lại trên tuyết, chính là tây môn địa rời khỏi vạn kiếm môn, hắn vốn định tu hành dưỡng thương ở đây, không ngờ lại lạc đường, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy phía xa có một làn khói bếp bay lên, lập tức đi về hướng đó. Huyền Tam đang nói chuyện phím bỗng dừng lại, có người tới, Huyền Tứ ngẩng đầu nhìn về phía trước, chợt thấy một bóng người áo trắng đang nhanh chóng bay tới. Tây môn địa phi hành cả chặng đường, rốt cuộc trông thấy hai người ngồi dưới đất ăn thịt thỏ, trên mặt đều đeo mặt nạ bạc, cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Hai vị bằng hữu phía trước, tại hạ lạc lối trong tuyết này, có thể chỉ đường cho chăng, Huyền Tam đột nhiên cười rộ lên, nói với Huyền Tứ: "Mấy ngày nay chẳng uổng công, tuy không phát hiện được gì, lại gặp được con cá lớn, đáng đời hai huynh đệ ta lập công." Huyền Tứ cũng cười hắc hắc, nhìn về phía nam tử áo trắng, Tây Môn Địa: "Thiên đường có lối ngươi chẳng đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào." Tây Môn Địa cũng kịp phản ứng lại, hắn đột nhiên nghĩ đến có người từng nói, bên cạnh giáo chủ ma giáo Chu khung có một số người thần bí, phân biệt đeo mấy loại mặt nạ kim cương. Hoàng Kim, Bạch Ngân, Thanh Đồng, mỗi người đều là cao thủ cảnh giới võ hoàng, xem ra hôm nay chính mình đã đụng phải hai người trong số đó. Nếu là trước kia Tây Môn Địa chẳng thèm để ý, nhưng hiện giờ thương thế của hắn vẫn chưa lành, toàn bộ thực lực cũng chỉ có thể phát huy được năm thành, thầm mắng mình xui xẻo. Nhưng Huyền Tam, Huyền Tứ căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, trực tiếp ra tay. Huyền Ma Chưởng, Huyền Ma Quyền Trong không khí lập tức quyền trưởng tương gia, đáng sợ hơn là hai đòn công kích vậy mà hỗ trợ lẫn nhau ngay cả băng tuyết đầy trời cũng dường như bị phong tỏa rõ ràng là huyền tam huyền tứ võ hoàng trung kỳ lại thi triển công kích của võ hoàng đỉnh phong nguyên lai like, hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên về sau cùng nhau gia nhập ma giáo đồng thời vượt qua tuyển chọn tiến vào huyền bộ quanh năm sớm tối ở bên nhau hơn nữa đều tu luyện cùng một loại công pháp sớm đã tâm ý tương thông hai người cùng ra tay công kích sẽ bạo tăng ngay cả thủ tọa huyền bộ trong thời gian ngắn cũng khó có thể đối phó huống chi tây môn địa đã bị thương tây môn địa chỉ cảm thấy một làn sóng uy hiếp tử vong ập đến lập tức rút trường kiếm ra quát lớn một tiếng thiên ngoại phi tiên băng âm thanh giống như núi lở vang lên núi tuyết xung quanh đều bị chấn động bắt đầu sụp đổ tây môn địa bị đánh bay hơn nghìn mét không do dự xoay người nhanh chóng chạy về phương xa tây môn địa ngươi chạy đi đâu huyền tam Huyền Tứ nhanh chóng đuổi theo Tây Môn Địa. Tây Môn Địa vừa chạy vừa thổ huyết, hắn vốn đã trọng thương, bị Huyền Tam Huyền Tứ trọng kích một lần thương thế lập tức tái phát, cũng bắt đầu áp chế không nổi, sau nửa canh giờ Tây Môn Địa đã bắt đầu mắt hoa mờ mịt, hắn cảm giác mình đã đến cực hạn. Hai người ma giáo đuổi theo phía sau sát nút, với trạng thái hiện tại của hắn căn bản không thể thoát khỏi, cứ chạy tiếp như vậy kết quả chỉ có thể kiệt sức mà chết, một chút cơ hội cũng không có chi bằng hiện tại liều mạng với hai người ma giáo, may ra còn có một tia hy vọng sống sót. Tây môn địa trắng đầu lưỡi, tinh thần thoáng phấn chấn, xoay người rút ra trường kiếm, lộ vẻ thấy chết không sờn, nhưng hai người huyền tam, huyền tứ còn cách hắn còn 200 mét đột nhiên dừng lại, thân hình lập tức lùi nhanh như chớp. Tây môn địa đang nghe truyện trên TV audio CV lộ vẻ mặt nghi hoặc, sắc mặt của hai người kia như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khủng khiếp, tây môn địa dường như cảm giác được điều chi vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy không gian sau lưng bỗng nhiên hình thành một dòng xoáy loạn lưu từ từ ngưng tụ thành một cái hắc động tự hồ một đường hầm xuyên qua thời không không đợi tây môn địa kịp phản ứng loạn lưu vậy lại lao về phía hắn bao trùm tây môn địa sau đó chậm rãi biến mất huyền tam huyền tứ hai người vội vàng lui ra phía sau trăm dặm lão tứ ngươi lập tức đi bẩm báo giáp chủ nói không gian loạn lưu quả thật ở phụ cận tây môn địa bị không gian loạn lưu cuốn đi rồi một tòa thành trì to lớn dựng đứng trên một bình nguyên thành trì dài chừng hơn ngàn dặm cao chừng mười mấy mét giống như một tòa thành lớn viễn cổ phía trên thành trì viết ba chữ lớn h vương thành nếu như người của đại vũ vương triều thương ngô đại lục nhìn thấy thành trì này nhất định sẽ bị dọa chết bọn họ tự nhận hoàn thành khổng lồ nhất thiên hạ nhưng thậm chí không bằng một phần trăm của tòa thành trì này Cửa lớn của thành trì mở ra, bên trong có vô số bóng người đang ra vào, trong đó còn có một số bóng dáng dị tộc, có người thân cao 3 mét giống như người khổng lồ, có người toàn thân xanh thẫm, mọc ra bốn cánh tay giống như sứ giả tới từ địa ngục. Có thể nói là thiên kỳ bách quái, giống loài gì cũng có. Nhưng điểm thống nhất chính là trên người đều tỏa ra khí tức cường giả, liếc nhìn lại, võ đế cảnh khắp nơi đều có, võ thần cảnh cũng tùy ý có thể thấy được thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy nhân vật trên cả võ thần. Quả thật có thể nói là võ thần đi đầy đất, võ đế không bằng chó A, trung tâm thành trì là một quảng trường khổng lồ, bên trên có mấy trăm tấm bia đá to lớn, trong đó đại bộ phận đều sáng, nhưng cũng có một phần nhỏ là ảm đạm. Trên quảng trường có một đám giống loài cao 4 mét, toàn thân màu xanh lam giống như tinh linh phiên bản tăng trưởng, toàn thân mặc áo giáp, xem ra hẳn là người quản lý trên quảng trường. Trên quảng trường thỉnh thoảng sẽ phát ra quang mang, sau đó có các loại giống loài từ bên trong đi ra, rồi người mặc áo giáp trên quảng trường sẽ đi qua dẫn người đi, đơn giản nói điều gì đó, liền mang người đi trên đất trống bên cạnh, thời gian nửa ngày liền tích lũy được 99 người. Nguyên bản tích lũy người sẽ càng nhiều, nhưng có một ít đi ra từ bia đá, lại không bị mang đi đất trống, mà bị một số quần thể khác tiếp đi. Lúc này, một tấm bia đá mờ ảo ở trì đột nhiên phát ra ánh sáng, một nam tử mặc áo trắng miệng phun máu tươi từ bên trong rơi ra nam tử ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mặt lộ ra một tia mê mang trong mắt thủ lĩnh đứng đầu đám người kia hiện lên một tia kinh ngạc nếu như hắn nhớ không lầm thì nghe nói tấm bia đá kia đã hơn ngàn năm không sáng lên hôm nay lại xuất hiện một nhân loại hơn nữa còn là một nhân loại bị trọng thương chủ động đi tới nhìn nam tử một chút cao giọng hỏi ngươi là người phương nào đến từ thế lực gì thượng giới có thế lực nào tiếp ứng không vậy mà mới có tu vi phàm cảnh trong mắt nam tử học máu hiện lên một vẻ kinh ngạc hắn ngẩng đầu nhìn thủ lĩnh áo giáp đối diện hắn dám cam đoan thương ngô đại lục tuyệt đối không có loại vật chủng này hơn nữa khí thế cường đại trên người đối phương tuyệt đối mạnh hơn tất cả những người hắn từng gặp cho dù chu khung mơ hồ được xưng là vô địch thương ngô đại lục cũng xa xa không bằng người trước mắt này tại hạ tây môn địa là môn nhân vạn kiếm môn không biết thượng giới là nơi nào không hay bây giờ là địa phương gì vạn kiếm môn thủ lĩnh áo giáp trong đầu không nhớ ra môn phái này đoán chừng đối phương hẳn là báo tên một môn phái ở hạ giới hắn không đáp lại lời của tây môn địa thật sự là một tiểu nhân vật phàm cảnh như đối phương căn bản không làm hắn hứng thú nếu không phải đối phương từ tấm bia đá ảm đạm này đi ra hắn ngay cả hỏi cũng sẽ không hỏi mà tấm bia đá ảm đạm kia từ khi Tây Môn Địa đi ra lại trở nên ảm đạm. Thủ lĩnh áo giáp nhìn bia đá, lầm bầm nói, còn tưởng rằng tốt rồi chứ, không ngờ vẫn là hỏng. Sau đó không để ý tới nữa, nắm lấy Tây Môn Địa, trực tiếp ném về vị trí đất trống. Cộng thêm Tây Môn Địa, hiện tại trên đất trống vừa vặn có 100 người, đều trung thực đứng ở đó, Tây Môn Địa cũng cúi đầu ở trong đó. Vừa rồi lúc bị thủ lĩnh áo giáp bắt được, hắn cho rằng mình sắp chết rồi, không nghĩ tới chỉ bị ném ở trên đất trống này. Trên bãi đất trống hiện tại tổng cộng có 100 người, ngoại trừ Tây Môn Địa, còn lại thấp nhất cũng là cảnh giới võ đế, còn có mấy nhân vật cảnh giới võ thần, nhưng cũng đều là tu vi võ thần sơ kỳ. Thủ lĩnh áo giáp nhìn về phía 100 người phía dưới, cao giọng nói, các ngươi đều là từ hạ giới đến, bất kể các ngươi trước kia là nhân vật gì, nhưng hiện tại đến Hắc Vương Thành, đều phải tuân thủ quy củ nơi này từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là nô lệ của Lam Vũ nhất tộc ta, cần làm việc cho Lam Vũ nhất tộc ta. Cảnh giới võ thần kỳ hạn 3 năm, cảnh giới võ đế kỳ hạn 5 năm, sau đó có thể khôi phục tự do. Phía dưới mọi người đều kinh ngạc, xuất hiện một phen ngắn mũi náo động. Một nhân vật ngưu đầu nhân thân, thân cao ba trượng, tu vi võ thần sơ kỳ đứng ra. Mặc dù biết thủ lĩnh áo giáp trước mặt rất cường đại, nhưng hắn vốn là nhân vật đứng đầu đại lục phương kia, bình thường quen tác quai tác phúc, đột nhiên bắt hắn làm nô lệ, điều này làm sao chịu được. Đối mặt với thủ lĩnh áo giáp, ngưu đầu nhân lớn tiếng hỏi, vị đại nhân này, dựa vào cái gì mà bắt chúng ta làm nô lệ, chẳng lẽ thượng giới bốc lột chúng ta phi thăng giả như vậy sao, ngưu đầu nhân này có thể tu luyện tới võ thần cảnh tự nhiên không phải kẻ ngu, hắn vừa chất vấn vừa nhìn về phía những người khác, muốn mọi người cùng nhau phản kháng. Như vậy rất dễ gây nên hỗn loạn, hắn có thể thừa dịp đó mà đào tẩu. Nhưng sự việc lại chẳng theo ý hắn, căn bản không có ai phản kháng cùng hắn cả, mọi người đều có thể cảm nhận được sự cường đại của thủ lĩnh áo giáp, căn bản không dám sinh ra nổi ý nghĩ phản kháng. Dựa vào cái gì ư? Chính là vì các ngươi là kẻ yếu. Thủ lĩnh áo giáp liếc nhìn Ngưu Đầu Nhân, lập tức khí thế trên người hắn ép về phía Ngưu Đầu Nhân, trực tiếp đè Ngưu Đầu Nhân nằm rạp trên mặt đất bất kể dãy dụa thế nào cũng không thể đứng dậy nổi, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đã ngất liệm đi, không còn dãy dụa nữa. Còn có ý kiến gì không, nam tử áo giáp nhìn về phía những người khác hỏi. Mọi người nào dám có vấn đề gì nữa, nhao nhao ngậm miệng, lúc này một giọng nói yếu ớt vang lên, bái kiến đại nhân, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút được chăng, hóa ra chính là Tây Môn Địa. Thủ lĩnh áo giáp nhìn Tây Môn Địa, Kinh ngạc nói, ngươi gan lớn không nhỏ, hỏi đi. Đại nhân, vừa rồi ta trông thấy mấy người từ bên kia đi ra cũng không tới mảnh đất trống này, mà là bị người ta đón đi rồi, không biết là vì sao. Ôi, ngươi quan sát rất cẩn thận, tổ tiên của bọn họ đến nơi này, đồng thời thành lập thế lực không nhỏ, cho nên hậu duệ của bọn họ đến đây không cần phải làm nô lệ. Mọi người phía dưới nghe xong nhao nhao ngậm miệng lại trong đầu không ngừng hồi tưởng xem mình rốt cuộc có trưởng bối nào đã từng phi thăng lên thượng giới hay không đáng tiếc những người có thế lực ở thượng giới sớm đã được dẫn đi mất bọn họ chỉ có thể đi âm thầm làm nô lệ mấy năm tại tổng đàn ma giáo chu khung âm thầm trầm tư huyền tứ đã báo cáo cho hắn về vấn đề không gian loạn lưu hệ thống không gian loạn lưu xuất hiện rồi lại biến mất là chuyện gì xảy ra vậy không gian loạn lưu liên tiếp xuất hiện chứng minh ở vị trí đó trước kia là thông đạo phi thăng thượng giới biến mất chứng tỏ là không còn năng lượng nữa chỉ cần chôn năng lượng thạch xuống vị trí kia thông đạo sẽ khởi động lại hệ thống liệu có khả năng người thượng giới hạ giới hay chăng sẽ không đâu thông đạo là đơn hướng trừ phi tu vi đạt tới trình độ nhất định hoặc là sử dụng một ít bí bảo mới có thể hạ giới đại lục cấp thấp như thương ngô đại lục này nhiều lắm đông như sao trên trời rất ít người sẽ tốn công sức hạ giới. Vậy là tốt rồi, vẫn nên trước tiên phát triển trên mảnh đại lục này đã, bản tọa cũng không muốn đi lên trên làm tiểu binh. Đinh, có nhiệm vụ mới, trong vòng 3 năm xưng bá thương ngô đại lục, trở thành đế vương chân chính của thương ngô đại lục. Phần thưởng thành công là tu vi tăng lên 3 cấp bậc, giá trị phản phái được 100 vạn điểm, thất bại không bị trừng phạt, người có nhận hay không, nhận. Triều hội thiên ma điện, đông đảo cao tầng lập thành hàng ngũ ở hai bên, mỗi một người đều lộ vẻ ngạo nghễ. Ma giáo liên tục diệt vong kim sơn tự cùng huyền không quán, khiến cho tất cả mọi người trong ma giáo đều tràn đầy tự tin. Hành tẩu ở bên ngoài cũng rốt cuộc có thể ngạo nghễ nói một tiếng là người trong ma giáo, không còn kẻ nào dám trực tiếp kêu gọi đánh giết nữa. Chu không ngồi ngay ngắn trên ghế ma long, lạnh giọng nói, các ngươi rất tự mãn sao, cho rằng mình đã rất lợi hại rồi ư, Đám người ma giáo Đồng Thanh đáp lại nói không dám, nhưng vẻ mặt lại lộ ra thần sắc không phục, ngay cả Liên Sinh cũng có chút kinh ngạc, thật sự là gần đây ma giáo đã chiếm được ưu thế quá lớn. Bọn họ đều cho rằng ma giáo đã là thế lực mạnh nhất trên đại lục, giáo chủ là cao thủ đứng đầu thiên hạ, còn bọn họ là những người lợi hại bậc nhất, chỉ đứng sau giáo chủ mà thôi. Hừ. Chu khung cười lạnh một tiếng. Các ngươi biết võ thần cảnh không? các ngươi có biết thông huyền cảnh trên võ thần cảnh không chu khung lạnh lùng hỏi ma hổ vương vỗ đầu một cái cuối mình thi lễ giáo chủ thông huyền cảnh là gì vậy phía trên võ thần thật sự còn có cảnh giới sao đương nhiên phía trên võ thần có thông huyền phía trên thông huyền còn có nữa hiện giờ các ngươi ngay cả võ đế cũng chưa đạt tới mà đã bắt đầu tự mãn rồi giáo chủ võ thần cảnh thì đã từng nghe qua nhưng cao thủ thông huyền cảnh sao từ trước tới nay chưa từng nghe nói tới không ở đại lục này ở thượng giới trên thương ngô đại lục này còn có một đại lục càng thêm khổng lồ còn lớn hơn trăm triệu lần so với thương ngô đại lục nơi đó cao thủ nhiều như mây võ thần cảnh tới đó cũng đều là tầng dưới chót mà thôi tất cả mọi người trong ma giáo đều chấn động không ngờ trên thương ngô đại lục còn có thượng giới thậm chí ngay cả võ thần cũng là nhân vật tầng dưới chót như vậy chút tu vi ấy của đám người mình có là gì trên mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ Chu Khung nhìn đám người ma giáo phía dưới nói, các ngươi đều là tinh anh của ma giáo ta, thượng giới thì đã sao, không bao lâu nữa chúng ta cũng sẽ xưng bá một phương ở đó. Các ngươi có dám theo bản tọa đi thượng giới sông sáo một phen hay không, ta ma hổ vương, nguyện theo bước chân của giáo chủ. Thanh Long Đường, nguyện theo bước chân của giáo chủ. Liên Sinh, nguyện theo bước chân của giáo chủ. Bạch Hổ Đường, Bạch Hạo Thiên, trên thiên ma sơn vang lên âm thanh đinh tai nhức óc, hóa ra là tiếng nói của đông đảo cao tầng ma giáo trong đại điện quá lớn, toàn bộ giáo chúng ma giáo trên thiên ma sơn đều nghe thấy. Ma giáo giáp chúng cũng nhao nhao quỳ một chân xuống đất, lớn tiếng hô to, ta nguyện theo bước chân của giáo chủ, chết cũng cam lòng. Ta nguyện theo bước chân của giáo chủ, chết cũng cam lòng. Ta nguyện chết cũng, âm thanh khắp núi đồi vang lên, ngay cả chim chóc trên bầu trời cũng không ngừng rung rẩy. Chu khung ngồi trên ghế ma long vỗ ghế, cốt lắm, vậy chúng ta trước tiên sang bằng đại lục này rồi lại đi thượng giới bốn đường thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ ở đâu bốn người trong đám người cùng đứng lên đáp thuộc hạ có mặt truyền lệnh cho bốn đường các ngươi mang theo đệ tử toàn diện tiến công đại lục kẻ không thần phục giết ai dám phản kháng thì giết ai dám phản đối giết bổn tọa cho các ngươi thời gian ba năm ba năm sau ta hy vọng toàn bộ đại lục chỉ có âm thanh của ma giáo ta tuân lệnh thập nhị ma vương ở đâu? Các đại hộ pháp ở đâu? Trong đám người lại đứng ra một nhóm người đáp, thuộc hạ có mặt, truyền lệnh các ngươi hiệp trợ từ bên cạnh, không được sai sót. Tuân lệnh. Liên sinh, lần này vẫn là ngươi thống lĩnh toàn cục, chớ để ta thất vọng. Tuân lệnh, liên sinh đứng bên cạnh chu khung cung kính đáp. Hệ thống, phải chăng ta đã tích lũy được rất nhiều lần rút thưởng cao cấp rồi. Hiện có 36 lần rút thưởng sơ cấp, có thể đổi thành ba lần rút thưởng cao cấp. Rút hết đi, thời gian trôi qua nhanh tựa mũi tên. Ở phía đông một tòa thành trì của Đại Hoang Vương Triều, bên trong một khách điếm duyệt lai, mấy nam tử mặc áo trắng ngồi ở góc ăn cơm, nhỏ giọng trò chuyện, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh. Bạch Sư Huynh, chúng ta không thể ở lại Vương Triều Đại Hoang này nữa, quá nguy hiểm, phải lập tức rời đi, bây giờ có thể đi đâu đây, khắp thiên hạ đều là người của ma giáo, nghe nói vương triều đại hoang cũng đã sắp không chịu nổi công kích của ma giáo thực sự không được chúng ta đầu hàng đi hỗn láo yêu nhân ma giáo tàn sát tông phái ta sao có thể đầu hàng ta quyết định đến đại vũ vương triều nghe nói bên đó còn có thể chống lại ma giáo các ngươi cùng đi chứ một thanh niên tóc hối cô tức giận nói mấy người còn chưa kịp trả lời cửa lớn khách điếm đột nhiên bị đá văng một đám cẩm y vệ mặt ngư long phục thắt lưng đeo tú xuân đao ù vào vây quanh mấy người. Người được gọi là Bạch Sư Huynh trong số họ vội vàng tiến lên mấy bước, nhìn vị cẩm y vệ cầm đầu nói, vị cẩm y vệ đại nhân này, không biết vì sao lại vây quanh mấy người bọn ta, chúng ta cũng không hề xúc phạm pháp luật của Đại Hoang Vương Triều. Thiên hộ cẩm y vệ cầm đầu cười lạnh một tiếng, phạm tội hay không đâu phải do ngươi nói, ta khuyên các ngươi bó tay chịu trói, đừng uổng phí công sức. Thiên hộ phất phất tay, lên cho ta, nếu có phản kháng, giết không cần hỏi, mấy người áo trắng xem như đã thấy rõ, việc này căn bản không phải là đến bắt bọn họ, mà là đến giết bọn họ, lập tức cầm lấy trường kiếm liều mạng chống cự, đáng tiếc bạch sư huynh mạnh nhất trong mấy người cũng mới võ hầu cảnh. Đối mặt với vây công của mấy chục tên cẩm y vệ tinh anh, chưa đến nửa nén hương đã thân tử đạo tiêu. Cẩm y vệ khiên thi thể mấy người ra khỏi khách điếm, dưới sự dẫn dắt của thiên hộ cẩm y vệ đi vào một trang viện, trong sân một nam tử trung niên mặc y phục màu lam đang ngồi uống trà, mặt mày tươi cười, lại cho người ta một cảm giác mặt hổ nở nụ cười. Thiên hộ cẩm y vệ nhanh chóng tiến đến trước mặt nam tử, cuối người thi lễ, tiểu nhân thiên hộ cẩm y vệ vương lập tân bái kiến Trần Đà Chủ. Nam tử được gọi là Trần Đà Chủ cầm chén trà lên uống một ngụm, cười mê mẩn nói, hóa ra là vương thiên hộ, mau ngồi xuống, giữa ta và ngươi cần gì phải khách khí. Vương Thiên Hộ nghe xong cũng không ngồi xuống, nhẹ giọng nói, hôm nay trên đường bắt được mấy tên dư nghiệp thanh liên kiếm phái, vừa vặn đưa tới cho Trần Đà Chủ. Vương Thiên Hộ có lòng rồi, vậy bản Đà Chủ nhận lấy. Còn có chuyện gì khác không? a à, không có gì, mong Trần Đà Chủ giúp đỡ nói tốt vài câu. Vương Lập Tân vẻ mặt nịnh nọt nói. Yên tâm đi, công lao của ngươi bổn Đà Chủ còn nhớ kỹ, đến khi luận công ban thưởng không thể thiếu một vị trí hương chủ cho ngươi. Đa tại trần đà chủ, về sau tiểu đệ nhất định theo trần đà chủ, chỉ đâu xin đánh đó. Vương Thiên Hộ nghe xong mừng rỡ, lập tức quỳ một gối xuống đất tuyên thệ với trần đà chủ. Được rồi, có tấm lòng này là được rồi, đều là làm việc cho giáo chủ, về sau chính là người một nhà. Vương Thiên Hộ gật đầu lia lịa, sau đó hân hoan dẫn người rời đi, gã muốn đi bắt thêm nhiều tàn đảng, lập công lao càng lớn vạn nhất trên vui vẻ ban cho gã một chức vị đà chủ thì chẳng phải đại phát tài hay sao. Trần đà chủ lại không biết suy nghĩ của Vương Thiên Hộ, vừa uống trà vừa mỹ tư tư vui vẻ, tuy nói trước kia hắn cũng là đà chủ ma giáo, nhưng khi đó ma giáo còn chưa có uy thế như vậy, hết thảy từ khi giáo chủ xuất quan bắt đầu thay đổi khác hẳn. Đầu tiên là tiêu diệt Kim Sơn Tự, lại diệt huyền không quán, bức vạn kiếm sơn giải tán ngay tại chỗ, hiện tại lại chinh phạt toàn bộ đại lục, tất cả thế lực không thần phục toàn bộ bị tiêu diệt trước mắt ngoại trừ đại vũ vương triều còn đang ngoan cường chống cự hai vương triều khác đã dần dần từ bỏ kháng cự vương triều đại hoang của hắn chính là như vậy mấy ngày nay hắn căn bản không cần tự mình ra tay tự có một đám người giúp hắn giết những dư nghiệt không thần phục chỉ vì để cho mình nói tốt vài câu với bên trên mưu cầu một chức vị ở ma giáo mà thôi những đà chủ khác cơ bản cũng đều là tình trạng này còn có ma giáo hai năm qua đãi ngộ tốt đến đáng sợ hắn một đà chủ bạch hổ đường đã tu luyện ma vương pháp còn cung ứng lượng lớn đang dược hiện tại đã là tu vi võ vương đỉnh phong thậm chí rất nhiều đà chủ các đường khác đã đột phá đến võ hoàng cảnh giới bắt đầu tu luyện ma đế pháp đây chính là đế cấp công pháp a chính là hoàng đế đại vũ vương triều này cũng chỉ có thể tu luyện đẳng cấp này còn nghe nói đám người đường chủ ma vương đã bắt đầu tu luyện ma thần pháp đây chính là thần cấp công pháp cũng không biết mạnh mẽ đến mức nào chỉ nghe phó đường chủ nói vạn đường chủ bọn họ chỉ tu luyện ma thần pháp không đến hai tháng đã đột phá đến cảnh giới võ đế hai năm này càng thâm sâu khó lường trần đà chủ thầm nghĩ xem ra ta cũng nên cố gắng rồi hai năm nay ma giáo đang mở rộng cực nhanh tuy rằng mình là người cũ nhưng mà một thời gian sau tu vi còn không thể tiến bộ rất dễ bị người đời thay thế ma giáo đang phát triển với tốc độ chóng mặt tất cả mọi người đều liều mạng leo lên hắn cũng không muốn nửa đường bởi vì tu vi không đủ mà bị bỏ rơi như vậy chẳng phải là khóc chết hay sao người đâu trần đà chủ hét lớn một tiếng ngoài viện lập tức có vài bóng người tiến vào cung kính nói đà chủ có gì phân phó bản đà chủ muốn bế quan đột phá tu vi các ngươi hãy hộ pháp cho bản đà chủ trừ phi thời khắc khẩn cấp bằng không không được phép quấy rầy bản đà chủ vâng mấy người đồng thanh đáp lời hệ thống ngươi chắc chắn có thể sử dụng vạn ma trì này ta cảm giác rất nguy hiểm đấy chu khung nhìn ao nước nổi lên bong bóng trước mặt bên trong mùi thơm ngát xông vào mũi khiến người ta rất muốn ngâm mình trong đó một chút đương nhiên nếu không phải thỉnh thoảng toát ra chút điện lưu thì càng tốt ký chủ tiểu vạn ma trì này là tốt nhất để sử dụng cho những người dưới võ thần cảnh ngươi dùng rút thưởng sơ cấp là rút ra được nên âm thầm vui mừng đi hơn nửa hiệu quả lần đầu tiên là tốt nhất. Chu Không cắn răng, bước vào tiểu vạn ma trì, lập tức cảm giác từng cổ linh khí chui vào thân thể, tu vi không ngừng tăng cao, mà dòng điện hắn lo lắng cũng chỉ khiến thân thể tê tê, liên tục gia tăng cường độ thân thể. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.